Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Dạ, hiện tại thì Trang đang ở ấp Long Thạnh của xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, bà cô chú. Hiện tại hôm nay thì Trang đến đây là quay trở lại thăm gia đình anh Văn. Thì Trang rất là vui mừng luôn khi mà Trang được nhận được từ hai nhà hảo tâm mua những món quà mà gửi đến gia đình anh. Thì hôm nay Trang quay trở lại đây thăm gia đình anh rồi báo tin vui là nhận được tiền các nhà. Thì hôm trước Trang đã có gọi điện cho anh, tại vì công việc của anh là chiều là anh đi thì Trang không có ở nhà, cho nên Trang cũng không có đi vô anh được. Thì Trang có gọi điện cho anh là nói là Trang đã nhận được sự hỗ trợ từ ông bà để mà làm nhà cho anh rồi. Thì Trang đã có thông báo gia đình để mà dỡ nhà, để mà Trang đã mua vật tư là một hai hôm nữa sẽ chở vô để mà những anh thợ sẽ bắt tay vào làm nền cho anh Văn. Thì nhà của anh Văn thì giống như những nhà khác thì Trang sẽ làm 48 nền bề ngang 4 và dài 8. Thì nhà thì đã có một bên đội từ thiện khác đã cho cái sườn dưới cái cột nhà đó bà cô chú. Thì Trang vận động thêm tiền để mà mình làm những cây thun ruông giống như lần nhà của anh Khang với chị Dung với dòng riền gì đó. Thì hôm nay Trang đến đây thăm gia đình của anh và tặng quà cho gia đình, thì không có con với vợ của anh ở nhà. Thì Trang được biết là vợ con anh đi đâu anh? Mấy hai mẹ con ấy, nành đi lấy đậu phộng đi bán rồi. Ê, đi bán đậu phộng khô hả? Đậu phộng rang á, kiếm thêm cho nó. Đậu phộng là cái đậu phộng, em biết là đậu phộng nấu với đậu phộng. Đậu phộng nấu bụng rang ha, là bán bọc 10.000 đâu đó nha. 10.000. Bán được mấy bữa rồi? Bán ngày hôm kia, bán được ngày, ngày hôm qua mất vợ ở nhà, hai mẹ con ở nhà làm tiếp. Rồi không đi được, nghỉ hết ngày hôm qua. Bữa nay rồi hai mẹ con mới đi là sớm giờ rồi. Mà bữa trước khai trương, bữa đầu tiên bán được không? Được, ngày đầu tiên bán được 120.000. Thì thấy nít hồi tôi nghe tôi thì lì thêm 20, nó là 140. Tôi mua tôi lì xì thêm đó. Bán ở đâu? Tôi vòng mấy kinh này nè. Mấy con đạp xe cục gạch cục gạch. Đạp xe đạp á hả? Lời được bao nhiêu trong 120 đó? Lấy hết 70.000 rồi. Lời được 50.000. Rồi bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Bán đi sáng ăn hai mẹ con nó đi bún gồ, cái bán khi nào mệt cũng thấy mệt rồi nghỉ vô quán, hai mẹ con nằm võng đó hồi đó. Cái khỏe thì vậy đi tiếp. Vậy tới chiều mới về ha. Thì làm buôn bán mà thì cũng có bữa trúng bữa thắt. Thì ngày đầu tiên là khai trương 120 cũng quý rồi. Chắc là đủ tiền ăn quá. Hai mẹ con ăn rồi đi bán. Nhưng mà dù gì nó cũng đỡ quý hơn là tại vì có tiền để mình sinh hoạt cuộc sống á. Chứ dựa vào tiền đấy mà anh đi bắt ếch bắt cá không á thì nước cỡ này đang lên chứ cũng ít cá. Ếch nhiều khó làm nữa, cái này nước nó lỡ nó khó làm. Cái này nước nó đưng lại nó kém á, cái bắt đầu nó sẽ nó nhiều không nhiều ít không ít. Dạ. Nó khó làm. Gỡ gần 30 lên là bắt đầu nước lên tới nữa. Dạ thì hôm nay thì em hai mặt cho hai nhà hảo tâm đến gửi quà cho mình ha. Thì em sẽ đọc mà những nhà hảo tâm đã mua quà cho mình. Dạ đó là chú Cường ở Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, thì có gửi cho Trang là 1.500.000. Thì chú có nhắn là 1.000.000 thì để vô hùng vô các nhà, còn 500 thì chú dặn Trang là mua một thùng mì với gạo. Thì gạo bây giờ lên giá rồi thì 17.000 một ký. Lúc trước thì Trang đi thăm nhà thì Trang chỉ mua có tầm giá là 12.500 rồi 13-14.000. Bây giờ lên tới 17.000, gạo đang lên giá rất là cao đó bà cô chú. Thì với 500.000 của chú dặn Trang mua thì Trang mua thùng mì 75.000. Còn tất cả lại là Trang mua được 25 kg gạo là phần 500.000 phần quà của chú. Và cùng tiếp theo đó là chú Hưng và cô Becky thì có gửi cho Trang là 3.000.000 làm nhà, cùng với đó là 500.000 tiền mua bánh. Thì bánh thì cô dặn Trang là mua thùng sữa cho mấy bé uống để mà hỗ trợ cái sự mà thiếu dinh dưỡng của mấy bé, với lại lựa một ít bánh mà có dinh dưỡng nha. Cùng với em mua bánh với lại sữa là 500.000. Dạ thì còn bây giờ thì đó là những món quà của hai nhà hảo tâm đã gửi đến gia đình của mình ha. Dạ, hôm nay được hay tin các nhà được cô bà cô bác ông bà cô chú cho quà được ăn được tới nhiều ngày, các nhà cũng rất là mang ơn. Sáng đi mua gạo, bây giờ chợ mua được 50 gạo rồi, dọc đường về có bà chị
và thấy ba biết gia đình khổ cái hoàn cảnh em kêu lại ba cho thêm được một chút cái gạo quá là mừng, rất cảm ơn bà cô chú. Vậy là mình đâu được 15 kg với 25 đó đâu được 40 kg gạo rồi, ăn chứ cũng khá lâu rồi á ha. Tại vì cá móng thì mình cũng đỡ cái phần mua rồi. Đồng kiếm cá được rồi lo chết chết ốc ốc bu già mà ăn thêm lo thì giờ thèm cũng phải nó bu già. Dạ. Còn bây giờ thì em sẽ công bố mà số tiền mà em nhận được từ những nhà hảo tâm để mà mình làm nhà cho mình ha. Dạ hết thảy là em nhận được tổng cộng là 30.530.000 để mà số tiền mà làm được ngôi nhà 48 cho mình. Thì người thứ nhà hảo tâm thứ nhất là anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ gửi về cho em là 5.000.000 đồng. Nhà hảo tâm thứ hai là chú Cường ở Đồng Nai, thành phố Biên Hòa là 1.000.000. Nhà hảo tâm thứ ba là chú Hưng và cô Vicky ở Mỹ gửi cho em là 3.000.000 đồng cùng với phần quà. Chú Cường với là cô Vicky, chú Hưng là hai người hai phần quà cùng với tiền luôn. Người thứ nhà hảo tâm thứ tư là em Trần Hoa Hạnh ở Cali gửi về cho em 100 đô, thì với 100 đô thì em đổi cái tiền Việt là 2.350.000. Nhà hảo tâm thứ năm là anh Võ Văn Hội ở Mỹ thì có gửi về cho em đó là 200 đô, thì 200 đô em đổi ra được là 4.720.000. Nhà hảo tâm thứ sáu là anh Hiếu ở Sài Gòn thì có gửi cho em là 5.000.000 đồng. Nhà hảo tâm thứ bảy là cô Đan với chú Nghĩa ở Mỹ gửi cho em 100 đô, thì với 100 đô thì em đổi ra được là 2.380.000. Nhà hảo tâm thứ 8 là chú Quỳnh Minh Châu gửi cho em là 300 đô thì em đổi ra được là 7.780.000. Tổng cộng lại là 8 nhà hảo tâm thì em nhận được số tiền đó là 30.530.000 để mà làm được ngôi nhà cho mình ha anh. Thì em đã kêu vật tư rồi. Thì anh ở nhà anh đón ha, 1-2 ngày gì đó em sẽ kêu người chở vào đây. Thì tới lúc đó thì người ta chắc có hỏi là em chỉ nhưng mà người ta không biết nhà. Thì lúc đó em sẽ điện cho anh để mà người ta chở vật tư vào. Nhưng mà bữa đó em sẽ điện trước cho anh để anh không có đi làm, để ở nhà chờ dắt cho người ta vô á. Bữa nay ở nhà đợi đang hôi đi về bên vợ, bữa nay ngày đó bằng tầng vợ. Dạ. Rồi khi mà hay tin được mà được nhà hảo tâm mà hỗ trợ mình cắt nhà vậy, anh có cảm thấy vui mừng gì không? Vui lắm chứ, vui lắm, vui được nhà hảo tâm hỗ trợ vui lắm. Mình dỡ cái nhà đi mâm anh, hai vợ chồng xuống giỏ ngủ luôn, anh kêu lên. Anh được nửa đêm hôm 11, 12 gì lên. Rồi ở vòng vòng mình không có mượn được nhà nào ở sao? Nói chung có nhà chống lỏng nhóc trên kìa, mà lại mái đằng trước nó rồi dột nát hết trơn rồi. Cũng vậy là kiểu như là người ta đi mặn ở trên Bình Dương nhưng mà người ta đóng cửa, mình chỉ ở đụng trước thôi. Nhưng mà trời mưa thì mình đâu có ngủ được đâu, cho nên xuống vợ chồng con cái xuống giỏ thì ngủ ha. Đi làm hàng ngày cho nên nó có dột. Ba người ngủ đây. Ba người ngủ ở dưới đó. Chắc là cậu lớn chắc gửi về ngoại quá hả? Gió bề ngang có 1 mét. Anh lớn đi tới lưu hoài à. Ai rước thì ai nhớ thì rước về chơi vài bữa rồi trả lời vậy đó. Dạ. Anh nhỏ anh lớn thì sống nhỏ lớn là vậy đó, không ở chỗ nào thiệt thòi chứ. Em nghe tin mà chị đi bán được em cũng mừng lắm. Tại vì thấy chị khờ hơn người ta đó. Hôm nay chị đi bán mà không biết bán có lỗ lã chị không. Cái vấn đề đó còn sao phân giải nữa. Sao phân giải. Thì chắc có con nhỏ của anh nhà là chắc mê bánh lắm. Lúc trước em cũng mua vô, chị có tưởng là có một cháu ở nhà thôi, mua 2 bịch bánh cái dành nhau. Cho nên lần này mua quá trời bánh luôn, về cho thích dữ lắm, thích luôn á. Có sữa uống nữa nè. Mới ngày hôm bữa nó xuống nó rồi rước nó về đây với bà ngoại qua nữa. Dạ tại vì bữa đó em hẹn với anh xong rồi buổi chiều lại cái em muốn thuốc em bị bệnh đó, em muốn thuốc cái em đi không có được. Rồi cái em mới điện lại cho anh là không có đi được, để anh đi làm chứ để hoa anh chờ em đâu có đi làm được. Thì hôm qua ở nhà thì bữa nay mình có chuẩn bị đi làm nữa không? Đâu nó hồi sáng cũng cho hay rồi ở nhà đợi đó. Không đi được. Rồi chiều nay sớm mày có đi không? Chiều nay hả? Chiều nay đấy mẹ hai mẹ con về để tính sửa xe đạp. Chiều nay mới sửa hồi sáng cho hai mẹ con nó mua ruột gì sửa ở nhà. Nếu mà xe đạp bộ cũng bỏ rồi mới đi tiếp thì mình đi mặn. Chứ cái giò đau gì cũng đi ra gùi xình ở bụng, vợ nó không cho nữa kìa. Anh bị cái gì? Vợ nó không cho đi làm nữa, kêu ở nhà nữa, hai mẹ con đi bán. Trời ơi, bị phỏng cái gì vậy? Không phải phỏng, một nhọt. Ồ. Một phỏng. Một nhọt hả? Một nhọt. Cái giò này mà lỗi xình thua luôn. Bây giờ nhà kêu ở nhà đó. Thì hai mẹ con đi bán vậy là đổi công việc cho nhau đó ông bà cô chú.
giờ dò anh vậy rồi đi ra đồng á thì mình đi mò bắt ếch với thục lương đồ á thì nó sẽ lội xuống sình á, nước ở ngoài đồng cỡ này chắc nó cỡ độ này là nó vừa tầm luôn á, mà nước cỡ này nó lên cỡ đó hay là nó nước nó ô nhiễm với nó ngứa dữ lắm luôn, tại vì gom mục á, gom mục chắc cho lúc đồng nó thật lên bám vào dò, tại nước nhiều á thì nó còn đỡ một chút, nó loãng ra còn ít thì nó thêm, quan trọng cái là trời cỡ này nắng đủ lắm, nắng. Dạ bây giờ thì anh Lưng sẽ dắt ông bà cô chú đi ra lại ngôi nhà mà anh Văn đã dỡ ra để mà coi cái nền nhà như thế nào. Thì anh đi anh ha. Rồi nãy em quên đem cái thước thêm đo nữa. Anh có đo cái nền mình được bao nhiêu mét không anh? Kéo ngang là này 8, mà dài này tới 6 lận. À, 68 ha. Ờ, 68 lận. Giờ thì do tụi em cũng muốn làm cho rộng rãi, nhưng mà do cái duyên của mình sẽ đủ tiền làm 48 thôi, cho nên em trước tiên thì em sẽ làm cho anh 48. Rồi cái phần còn 2 mét bên hông có thể anh sẽ tận dụng cái cũ là anh che lại cái mái để cho vợ con anh nấu nướng hay gì đó cho nó rộng rãi. Vậy thì được nhà hảo tâm hỗ trợ gì là rất là cũng là rất mà mang ơn ông bà cô chú. Thì cắt cho cao lên thôi, ở nhà cho cao lên thôi, còn có trái thì tự làm từ từ cũng được, cho nó ăn từ từ cũng được. Chứ chồng em thì cũng muốn làm cho nó thoải mái một chút, rồi thêm cái nhà vệ sinh rồi nữa, nhưng mà do thì duyên của mình được bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu, quan trọng cái là chỗ ăn chỗ ở. Còn cái chuyện vệ sinh này nọ thì trước giờ mình ở đâu thì giờ làm cũng ở đó đỡ đi, rồi nữa mình làm ăn mình dành dụm mình làm thêm nha. Vậy đây kính thưa bà cô chú, thì đây là cái nền nhà của anh Văn đã dỡ nhà ra rồi. Thì bên đội của tụi con định sẽ là thứ ba có liên hệ với anh Quý, thứ ba anh sẽ nhấn thời gian lên anh làm cái nền cho anh Văn. Hiện tại mình có xài nước khói cũng đỡ ha, cũng sạch. Gầu cái lộ mình không biết chừng nào người ta làm, nó làm được khúc trên, còn ở đây khoảng cây số không ai làm chứ, cây ngoài phải không? Còn khúc trên chưa ai làm. Nhà nước bảy, nghe nói nhà nước thì bảy phần dân ba phần mà đâu có đóng nổi, để hoài luôn. Để đi quẩn rồi mời mốt quẩn qua đám đi, mời vô đám rồi thứ hai dọn dẹp sạch trơn, thứ ba mới có làm. Anh cũng gắng anh dọn cho nó sạch sẽ, nó bằng phẳng chút ha. Mới trước này đám nữa rồi đâu có dọn được. Đấy, thứ hai thì dọn. Anh mới anh làm cho nó mau, cho mình mau có nhà. Nhưng mà cái nhà bên kia thì chú kia thường thường có đội của chú là sẽ cho nhà là sẽ cho mùng 9 dựng. Thì bên anh Quý nói là thứ ba làm bữa nay mùng 4 rồi, mùng 6 làm có thể tranh thủ tới mùng 9 dựng được. Dạ thì sẵn đây thì cho Trang gửi lời cảm ơn hai mặt đội từ thiện, cảm ơn em Trần Quang Hạnh rất là nhiều ạ. Em Trần Quang Hạnh đã hỗ trợ cho bên đội từ thiện của Trang đó là 100 đô để cho mấy chú có tiền đi lại, săn cỏ đi lại ông bà cô chú anh chị. Cùng với đó thì cho Trang cũng thay mặt đội từ thiện cảm ơn cô Đan với chú Nghĩa đã hỗ trợ cho bên đội từ thiện đó là 100 đô nữa ạ. Thì con với hai vợ chồng cùng với đội từ thiện xin cảm ơn em Hạnh với cô chú rất là nhiều. Thì hồi nãy thì anh Lưng cũng đã chia sẻ với ông bà cô chú là nền của anh Văn là khoảng thứ ba là mới bắt đầu là mấy anh thợ mới vô làm được. Thì cùng với đó là dựng nhà là ngày mùng 9 mà do đợi thợ sắp xếp công việc mới hỗ trợ bên Trang được. Nhưng mà cả đội cũng rất là cố gắng để mà làm nhà sớm nhất cho anh. Là tới bữa mùng 9 là theo dự định của cả đội là ngày mùng 9 là dựng á. Thì gia đình mình cũng cố gắng thôi. Thì mình kiếm bà con vòng vòng gì đó, mình cố gắng mình kiếm chỗ ngủ cho tốt với anh ha. Ở đây bữa nay là mùng mấy rồi anh Lưng? Mùng 4. Thì nếu như mùng 9 dựng thì còn khoảng 5 ngày nữa. 5 ngày đó là cái đó là theo dự tính của mình nha. Còn những trục trặc gì nữa thì nhưng mà cũng cố gắng hết sức của cả đội. Tại vì yếu phần nữa là vô cỡ này mấy anh đội từ thiện cũng vô cái mùa củ cải, đó là anh Nhi là cái thợ chính về cái bên nhà tiền chế á, ảnh cũng đang vô mùa cỡ này, anh đi khuya ngổ củ cải 1-2 giờ sáng tới sáng rồi tới
chưa nhỏ nữa, cho nên nó ảnh không có thời gian, nhưng mà cả đội cũng cố gắng sắp xếp để mà làm nhà được cho anh sớm nhất. Dạ thì trước khi kết thúc video thì Trang đến đây báo tin vui cho anh Văn và cùng theo đó là tặng quà, rồi cho Trang gửi lời cảm ơn những nhà hảo tâm rất là nhiều ạ, đã hỗ trợ có số tiền để mà Trang làm nhà cho anh Văn. Thì Trang vô thăm hoàn cảnh, thấy hoàn cảnh thì Trang cũng rất là thương cho hai bé, thấy xin cho xót thương lại vì do hoàn cảnh gia đình cha mẹ thì công việc thì bấp bênh, thì cuộc sống gia đình cũng không có ổn định, thì cho nên hai bé thì nó cũng không có được phát triển như những đứa trẻ bình thường. Nó là suy dinh dưỡng không bà cô chú, cho nên nhìn thấy những đứa trẻ như đó thì Trang cảm thấy rất là thương đến mấy đứa bé luôn. Nhưng mà Trang rất là vui mừng vì khi đã nhận được số tiền để mà làm nhà cho gia đình rồi ạ. Thì giống như lúc trước thì có những nhà hảo tâm có gọi điện cho Trang á, thì Trang cũng rất là cố gắng muốn xin tiền hỗ trợ để mà Trang làm cái nhà cho anh là 48. Cùng với đó là kế bên thì Trang muốn hỗ trợ làm cái trái nấu cơm, cùng với đó là được cái nhà vệ sinh cho anh. Nhưng mà cũng giống như là má ba nói là mỗi người có một cái duyên khác nhau. Và tại vì là cái duyên của anh thì được nhà hảo tâm hỗ trợ tới đó thì Trang vẫn làm tới đó. Ý nguyện, ý mong muốn của mình thì cũng đâu có thể nào mà thực hiện được. Đó là cái dự định của Trang thôi. Nhưng mà với số tiền của ông bà cô chú thì Trang đã làm đủ được cái nhà 48 cho anh Văn. Hơn hết nữa thì Trang thay mặt gia đình cùng với Trang xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những nhà hảo tâm rất là nhiều ạ. Thì cho Trang gửi lời chúc sức khỏe tất cả cô chú anh chị và các bạn sẽ luôn luôn được dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng ạ. Bây giờ thì em xin phép về ha. Thì cũng mừng cho gia đình. Thay mặt gia đình cảm ơn ông bà cô chú các nhà hảo tâm rất là nhiều, giúp được cái nhà kính mưa nắng, cái vợ với con kính mưa nắng tôi yên tâm mới gà đồng mới được. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ.